chào quý vị. Mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2020. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Savos Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, nguồn cung văn phòng cho thuê tiếp tục tăng 15% theo năm, bất chấp kinh tế có tăng trưởng chậm lại. Tình hình hoạt động vẫn tích cực với giá thuê tăng 4% theo năm và công suất trung bình cao ở mức 95%. Trong khi đó, nguồn cung khách sạn lại giảm mạnh. Toàn thị trường có 84 dự án cung cấp khoảng 12.400 phòng, giảm 23% theo quý và theo năm do việc đóng cửa tạm thời ở tất cả các phân khúc. Căn hộ dịch vụ cũng bị hạn chế nguồn cung mới, với công suất trung bình hiện chỉ đạt 61%. Các trung tâm thương mại và nhà phố cho thuê bị tác động mạnh do nhiều khách thuê tái cấu trúc kinh doanh và thay đổi chiến lược trước sự bùng nổ của thương mại điện tử sau đại dịch.